Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Ra đã khóc sầm mà. Cái gì? Má, con sợ quá. Sợ cái gì? Đừng có sợ ma. Yên tâm đi, má là quỷ già của xóm này. Không có con ma nào dám xuất hiện đâu. Đi vô ngủ. Có, con sợ. Má, con không có sợ ma. Con sợ quá. Sợ cái gì? Con sợ. Mày ngồi đây mày khóc lóc sầm. Cha mày nghe được đó. Mày biết ổng là khó nhất cái xã này đó. Đi vô ngủ. Má à, con sợ. Sợ cái gì? Dạ con có thai má à. Thì lớn con gái đồ nào mà không có thai. Chưa có chồng, có chữa. Dạ. Cái này tao sợ. Trời ơi con ơi. Con ơi không được rồi, mày chưa có chồng mà mày có chữa. Trời ơi cha mày, ông khó nhất ở đây. Bây giờ, ông mà nghe được cái thông tin này. Trời ơi, việc trước là ông sẽ cạo đầu mày, ông bôi vôi lông thả trôi xong. Mày nghĩ coi má đẻ mày có một đứa con gái một à, còn nhiêu đẻ được rửa không à. Ông biết là tao không dạy mày. Mẹ ừ. Thế nào ông cũng cạo tao luôn. Má không cạo chân mày tao. Mày nghĩ coi đàn bà không có chân mày luôn á. Tao nhảy xong tao tự tử với mày. Trời ơi. Giờ làm sao má? Cha mày mà nghe được cái tin này nha, không phải giết hai mẹ con đâu. Chu di cũ tộc cả gia đình thả trôi xong luôn. Bây giờ vậy. Trời ơi giờ sao mày làm tao quýnh quán hết trơn nè. Thôi bây giờ bình tĩnh đi. Bây giờ qua tối đêm nay. Nghe không? Qua tối đêm nay đi. Rồi để ngày mai má giải quyết cho. Nhưng mà thề với má nghe chưa, không được nói cho ai biết hết. Người ta có lấy dao dí vô cổ còn cũng không có được nói nghe chưa. Trời ơi má khổ quá Út ơi. Trời ơi má khổ quá. Bây giờ làm sao bây giờ đây? Chuyện gì vậy chị hai? Cái gì vậy gì Út? Trời ơi thiệt, cái má sanh ra có hai chị em mà cái giọng tôi nó bát không, mà giọng của gì sao mà nó chép không vậy đó à. Trời ơi trời, sinh sao giờ vậy chứ sao giờ? Muốn xuống tâm cũng khó lắm à. Trời ơi dì ơi, đêm khuya mà dì nói cái giọng này là nguyên một sớm người ta dậy hết đó. Hey, không có chuyện gì đâu, dì vô ngủ đi. Sao không có chuyện gì được? Nửa đêm nửa hôm mà hai má con ôm nhau khóc khúc khích này là có chuyện nè. Sao? Tôi khổ má. Không có khổ gì hết. Không có chuyện gì đâu dì, dì vô ngủ đi dì. Có chuyện gì không? Em xuống tông rồi đó, nhiều chuyện nghe chơi đi. Không có hả? Đi vô ngủ đi. Thiệt không? Thiệt. Vậy thôi không có chuyện gì phải không? Để tôi vô tôi hỏi anh hai. Gì? Sao? Có. Thấy chưa? Tôi hỏi anh hai là lòi ra chuyện liền à. Gì? Mũi cắn sình bụng. Sao nữa à? Tự nhiên cái mũi cắn mà sình bụng. Không có. Dì Út ơi, con bé Út nó lỡ có chữa. Hả? Cái gì? Con Út có chữa? Dì la vậy nguyên sớm nghe rồi còn gì nữa dì. Trời ơi, giờ bây giờ có chữa, giờ rối quá biết nói làm sao giờ. Dì nói nhỏ nhỏ giùm cái. Chị tôi lạy về dì nói nhỏ nhỏ giùm. Chỉ có ba người mình nghe thôi nha. Chỉ có ba người mình ơi. Mày là em của tao, mày phải thương tao nha. Biết rồi, Út có nha. Ba người mình bây nha. Giờ nè, mà không. Có ai lấy cái dao mà dí vô cổ á, cũng đừng có nói cho ai nghe. Chỉ ba người thôi nha. Rồi, biết rồi. Tôi khổ lắm rồi dì. Khổ để ra tôi lo cho. Trời Út ơi. Dì Út thương con quá à. Con là con gái, con lứa, con mới 18 tuổi, con chưa có chồng. Một con đi ra ngoài đường, con chơi rồi con nằm ngửa ra vậy. Cho con đứng dậy, cho con có chữa. Trời ơi, ai mà làm vậy được con?
luôn. Chị ơi bây giờ vậy gì nè, gì là có chồng mà hoài còn chưa có chữa được nữa đây nè. Chị ơi bây giờ tôi lại gì, bây giờ á dì là em của tôi, nó có một đứa cháu gái duy nhất, nhớ nha, con giết cũng không được khai nha. Đúng rồi, giữa đêm hôm thanh vắng thì ba người phụ nữ biết với nhau là đừng không cho ai biết nghe chưa. Đừng cho ai biết nha. Con nhớ chim nha. Con trên đó. Cành cây hót liêu lo, hót liêu lo. Ủa má Út, bé Út. Dạ. Có chuyện gì mà ba người ở đây vui quá vậy? Dạ. Không có chuyện gì đâu, có chuyện gì đâu nè. Không có chuyện gì trơn á. Không, con chắc chắn là có chuyện gì nè. Nói nghe nè má. Má khổ lắm má. Hai. À, không. Tưởng không, cái không. Gì mà khổ hoài vậy? Không, không có, không có khổ, không có. Ủa, khổ. Gì kỳ quá. Khổ là tuôn chuyện đó trơn à. Gì lạ quá. Má con khổ thì má con tâm sự cho con. Má, má cứ nói con nghe đi má. Mình là đàn bà ở nhau, mình dễ thông cảm nhau lắm má. Má đẻ con ra đàn ông đàng hoàng mà Long. Dạ, con đôi khi con quên cái giới tính của mình. À, thôi được rồi, má không nói được rồi. Thôi nha, tôi là kính miệng lắm á, tôi không có nói gì đâu á nha. Út. Cái gì? Trong ngôi nhà nhỏ chúng ta. Biết rồi. Út là người mà con quý mến, con kính trọng nhất. Chuyện gì xảy ra trong gia đình chúng ta Út? Biết rồi, kính trọng Út á, nhưng mà Út được cái kính miệng Út không bao giờ Út nói ra đâu. Nói chi, trời ơi, ba cái chuyện này đàn bà sao nói được. Út. Thôi, không có nói được đâu à. Sao bữa nay Út đẹp quá à? Trời ơi, gì nói cái gì vậy vậy? Tôi đâu có nói Út có chữa. Tôi nói con Út có thai à. À, trời ơi, nó chết rồi. Trời ơi. Trời ơi, con Út nó có thai. Con Út nó thai. Mày đừng có nhảy sảy thai bây giờ Long ơi. Chết rồi. Ủa ông, mày làm tôi rối quá, mày đừng có nhảy nữa. Trời bây ơi, giờ mày nghe má nè Long ơi. Út nó chưa có chồng mà nó có thai. Đúng rồi. Trời ơi Út ơi, sao mày hay quá Út. Trong đó tao muốn mà không được nè Út ơi. Thả đi mày cái bây giờ. Bất công quá mà má. Bất công gì? Bất công quá mà cao sách. Đi nè. Yeah. Bây giờ vậy nha. Em Út mày bây giờ nó lỡ chuyện vậy rồi, ba biết được là chết nha con. Con hứa với má, ở trong đây chỉ có bốn người thôi. Chỉ có bốn người biết. Có bốn người mình biết thôi đó. Má dặn nè, có dí vào vô cổ cũng không có được khai nghe chưa. Má yên tâm đi, trong ngôi nhà này con là người thông minh nhất. Con sẽ nghĩ cách để mà giúp má vượt qua cơn giông tố này. Trời ơi má khổ quá con ơi. Bây giờ Giờ sao? Theo má thì trong gia đình mình ai là người quyền lực nhất? Ba bay. Ba đúng không? Ừ. Để con hỏi ý kiến ba. Má khổ lắm lòng ơi. Đừng làm vậy. Bốn người biết thôi. Nhớ nha, cô giết cô không có được nói. Không, không có nói ra đâu. Dạ. Sao mình biết ơi. Với nhau thôi. Chỉ có bốn đứa mình biết thôi. Ừ, với nhau cũng không dạ. Được nói nghe không chưa. Không có được nói ra con, đâu đó. Con hứa chỉ bốn đứa mình biết thôi. Đứa nào nói ra con giết nó chết. Ừ. Bây giờ phải sao nói gì hết trơn nha. Ừ. Bây giờ vậy nè. Bây giờ để cứ bình tĩnh hết đi dạ. Rồi từ từ bình tĩnh nha. Dạ. Ừ. Ủa chứ chuyện gì vậy chị hai? Tôi khổ lắm. À, chị hai. Má khổ quá. Má khổ. Mỗi lần chị khổ là lộ. Dạ dạ. Không má. Có. Chuyện gì vậy? Dạ không có chuyện gì. Làm được. Gì khổ? Dạ. Sao nửa đêm chị không ngủ rồi chị dẫn vợ tôi với lại mấy đứa nhỏ ra đây chị hai? Dạ. Hả? Dạ đâu có Dượng. Không có cái gì. Tôi, đàn bà mà xúm chùm vô là chỉ có nói xấu người khác thôi. Dạ đâu tôi còn. Nói cho chị nghe nha, tôi làm rể, tôi ở rể nhà chị hai mươi mấy năm nay rồi. Nha. Dạ. Tại sao gia đình chị mỗi lần ấy cái xúm chùm vô nói xấu tôi hoài vậy? Đâu. Tôi không có con là trời không cho tôi có con, chứ tại sao cả dòng họ nhà chị cứ xúm chùm vô nói tôi yếu sinh lý vậy? Hả? Trời ơi chị hai ơi, em khổ quá chị hai ơi. À. Này là tự khai đó nha. Bây giờ đã gia đình mới biết là Dượng yếu sinh lý bấy lâu nay. Mẹ đâu có hay. Yếu sinh lý. Trời mình ơi, sao mình tự nhiên giặt áo cho người xem lưng vậy trời ơi. Trời nhục quá. Mẹ à. Vậy tới bây giờ cũng không biết tại sao Dượng có mất con. Sao vậy? Đạn lép. Phan chí dép cho cha mày à. Không Dượng. Vậy chứ ra đây nói cái gì? Đứng đây nói cái gì? Bà nói tôi nghe. Không là không yên với tôi à. Không có chuyện gì đâu Dượng. Chuyện gì? Không có chuyện gì hết trơn. Sao không có chuyện gì được? Tao nói không có chuyện gì. Có chuyện gì? Không có. Nói cho tôi nghe, có chuyện gì? Hả? Có bầu.
có bầu. Chị hai ơi, sau những năm tháng cài bừa vất vả, ngày hôm nay hạt giống ấy đã nảy mầm rồi. Giờ em có thai rồi chị hai ơi. Ông nội ơi, đàn ông vẫn còn lép. Ông nghĩ sao mà ông có chữa được với tôi vậy? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi, chị hai ơi, chị hai. Tôi khổ lắm Dượng ơi. Bà khổ con mẹ gì? Tôi khổ mà. Bà sướng bà mới có chữa. Già rồi ham vui chỉ bất nhân hả? Giờ này mà chữa đẻ ăn chi vậy không biết. Chứng đâu ra mà chữa. Tôi với tao như quỷ già có chữa gì trời. Chứng tôi đem mà luộc ăn hết ông rồi. Bà nghĩ sao tao như quỷ có chữa? Vậy chứ ai có chữa? Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi, tôi thấy lúp lúp là tôi nghi rồi. Nè, bụng bự quá mà có cái chữa. Cái gì vậy Dượng? Nó sao mà có chữa được? Chứng đâu mà chữa? Có trứng mà. Trứng ông đậu tôi chứ trứng, trời ơi. Dượng nói bậy bạ không ha. Má của nó đúng á. BD làm sao có chữa được? Đẻ đâu? Đẻ nách mà. Vậy chứ ai có chữa? Bánh bèo vô dụng vậy nè. Trời ơi, trời. Còn Út. Còn Út nó có chữa. Trời ơi là trời ơi. Út ơi là Út ơi. Cái thằng nào giỏi dữ vậy con? Cái gì vậy? Trời ơi, tao mừng công khai, tao mừng rần rần mà không có. Trong khi đó nó lén lút nó có, mày chỉ cho Dượng học chút đỉnh nha con. Trời ơi Dượng. Dượng ơi. Dượng nói chuyện gì kỳ vậy? Hết chuyện nói hả Dượng? Ôi chết mẹ, nó chưa có chồng mà. Chứ còn gì nữa. Trời ơi, bây giờ sao mày chưa Dượng có ơi? Chồng mà mày có chữa, chết rồi. Chết rồi Dượng. Cha Dượng. Mày mà ổng biết nghe, ổng cạo đầu hết cả cái nhà này, ổng giết hết cả cái gia đình này. Trời ơi, bây giờ sao mày khổ quá Dượng ơi. Trong gia đình này là Dượng là anh minh thần nhỏ nhất. Dượng có thể là giúp gia đình chúng ta vượt qua cơn trong bão đó không hả Dượng? Bởi vậy nè, ông anh hai tôi giờ ổng dữ nhất nhà đó mà biết một cái ổng giết cả cái nhà. Biết rồi, vậy bây giờ mình phải tính kế nè. Dạ dạ, bây giờ sao giờ Dượng? Thôi được rồi, dạ, bây giờ dù gì đi nữa, tôi cũng sáng hơn. Dạ. Bây giờ tôi tính vậy. Dạ. Sao? Tôi nói cho chị nghe, tôi nói bằng hết tất cả cái tâm của Dượng tôi nói dành cho gia đình này. Bây giờ đó, anh hai anh biết được là anh sẽ giết hết cả gia đình mình. Đúng rồi, chu di cũ tộc. Thành thử ra tôi chỉ góp ý với chị như vậy. Nếu mà anh hai anh biết thì chị nói với anh hai á, nếu có giết thì giết hết gia đình này chừa tôi ra. Bị tôi là rẻ mà, tôi đâu có dính líu tới dòng họ chị. Đó, tôi nói với hết tấm lòng của tôi vậy thôi. Vậy còn Út sao đây? Út đây, tôi làm sao, tôi vợ ông nè. Thì bà trong dòng họ này bà chết là đúng rồi. Ôi, có gì hả? Thôi nói giỡn chơi thôi. Đứng đây. Nói gì kỳ cục vậy? Nói vợ mình mà vậy. Bây giờ vậy nè. Bây giờ sao? Mình phải đối phó cái trước mắt. Lên bây giờ đó, ngày mơi. Chị với con Út. Đi chợ mua cho tôi một mớ thuốc đỏ với bông gòn. Với thêm một mớ đầu tóc giả đi. Mời chi bây giờ tôi đi liền. Đi. Mà chi vậy? Mà không được Dượng ơi. Mua cái đó về gấp gấp trong đêm nay để làm chi? Thì đó, ví dụ như ông quánh mình lấy thuốc đỏ mình sức. Ông cạo đầu mình úp tóc giả lên liền. Trời ơi, Dượng hay quá, Dượng hay quá. Dượng hay quá. Có chuyện gì quê chết vậy trời? Bàn tính cái gì? Vậy mà bàn tính cái gì? Bây giờ cô đi Dượng không giúp được cái gì hết. Bây giờ sao? Rồi, tôi biết rồi. Sao? Thôi giờ về đi. Sao Dượng? Không ấy về đi. Ừ. Mời á, dẫn nó lên trạm xá. Phá thai đi. Phá đi. Ác quá. Bởi vì tôi nói con người của Dượng ăn ở thất nhân ác đức cho nên tới bây giờ này cũng không có mụn con nào hết trơn. Trời phạt, cái nghĩ sao mà nghĩ ra cái chuyện mà cho nhỏ đi phá thai hả? Dượng ăn ở Dượng sống được trên thế gian này hả? Chị hai, tôi nói cho chị biết nha. Cái gì? Chị hỏi ý kiến tôi ra ý kiến, chị không làm thì thôi. Tại sao chị đi rủa tôi?
chị có tin là cái câu rủa của chị mà gia đình chị từng mạng đi hết không? Mắc gì từng mạng đi hết? Anh hai. Dượng. Chứ sao vậy? Chứ sao mà rủa tôi vậy? Dượng giận mà. Dượng ơi khổ lắm rồi. Chết mẹ ổng vậy rồi, ổng vậy. Mày dậm chi cho ổng vậy thấy chưa? Sao má giờ bình tĩnh đứng im đây hết để má vô giải quyết ba ba. Dạ rồi. Đứng im đó im lặng im lặng. Sao tự nhiên vậy ta, tự nhiên ta xui xẻo ta vô làm rể nhà này chi vậy mà. Trời. Chết quan gì cái con chữa quan mới đau đây nè. Gió mùa tu mẹ râu mà con ngủ năm canh chày tước đủ. Trời. Ở ta riết hồi cái nhà này ta không biết là ru chồng hay ru con. Trời, không dễ ngủ như trời mới ru như má, đó ngủ dậy ba bảy ngủ rồi đừng có rần rần nữa. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ trong nhà mình chỉ còn có năm người này thôi, biết bây giờ thôi nha đi, chưa bây giờ tôi nha. Nói cho chị hai nghe cái bụng này cũng còn lâu nó mới lớn thành thử ra là mình để từ từ mình trì quẩn lại rồi mình tìm cái phương cách khác hiểu không nhưng mà đặc biệt sao là đừng cho ai biết, chỉ có năm người, người biết thôi. Có dí vào vô cổ cũng đừng có khai ngay Dượng. Đúng rồi, nhớ nha, nghe chưa? Trời ơi, tôi khổ lắm rồi Dượng ơi. Chỉ có năm đứa mình biết thôi. Tại sao lại có thầy? Trời ơi, nó có năm người biết sao chị vô trọng chị kể anh chị vậy? Đâu, tôi đâu có kể. Không kể sao nó biết vậy? Cái thầy là của ai? Chưa có biết con ơi, đang tìm người đấy mà. Con gái hay con trai? Chưa có khám đâu có biết con gái hay là con trai. Trời ơi, đang coi phim nửa chừng tự nhiên hết rồi. Trời đất ơi, ổng bị mộng du đó má ơi. Bởi tôi nói không phải khen chị nghe chị hai, gia đình chị ăn ở có phước quá, đẻ con ra chướng khí không. BD chữa quan mộng du Dưỡng này. Áo Hường gì vậy Dượng? Bồng nó vô ngủ đi. Dượng nói sao vậy? Dượng có nhờ lộn người không vậy? Bê không có nổi. Làm gì mày bê không nổi? Bê đê yếu nhớt à. Tổ cha mày, mày yếu mà ngày nào cũng đi tập tạ mày yếu vậy? Đâu có tập đâu. Chứ vô trọng làm gì? Ngắm trai. Trời ơi, đó nghe chưa? Mắt lì đìa chứ tao có tập đâu. Rồi tướng ngủ y như nằm ở biển vậy đó. Dượng ơi Dượng. Mày đỡ mày nó lên ơi, mày Dượng, đi đây rồi. Long, đỡ nó vậy. Khổ quá. Thiên nó vô phòng đi. Ôi là trời. Ngay. Chuẩn bị đối phó với Bảo nè. Dượng này. Né ra coi. Mày dạt ra bên coi. Dạt ra một bên. Dượng nói cái gì? Dạt ra một bên, tao đưa nó vô. Dượng Út, Dượng đang làm gì đó? Tao đưa thằng Tâm vô phòng ngủ. Cái gì? Dượng đưa thằng Tâm vào phòng của Dượng ngủ à? À. Theo như sự hiểu biết của con và những nghiên cứu của khoa học thì trong tình huống này thì Dượng đang là bóng muộn đó. Trời, mày chết mẹ mày luôn đi. Ê mất dạy mày nói gì bóng ngủ mày. Từ từ gì? Chuyện đâu còn có đó. Có đó sao? Dượng à, trong nhà này một mình thằng Long bóng là đã nghiệt ngã lắm rồi. Bây giờ Dượng lại dụ dỗ đến thằng Tâm thì gia đình này ai sẽ là người nói dỗi tông đường hả Dượng? Nè Hoa, vừa vừa phải thôi. Chị thấy là cưng bóng mà vượt mặt chị luôn rồi đó. Trời ơi, nó là bóng muộn á. Mày nói gì vậy? Mày nói gì tầm bậy tầm bạ vậy hả? Mất dạy hả mày? Con đâu có nói gì mất dạy đâu Dượng. Con nói là những gì đang có sự thật ở đây. Sự thật gì? Đây nè, có chị hai nè. Bây giờ nó không nói đàng hoàng tôi quýnh chết cha nó đó. Trời ơi mày nói ăn nói gì? Thôi mà Dượng. Thằng này á, em mày nó bị cái gì hả? Mày hỏi má mày đi. Bị cái gì? Bị mộng du. Hả? Nó bị mộng du. Dạ. Nó ra đây nó nằm không ai bồng. Thằng này thì bồng không được. Tao mới bồng cho giùm. Mày nói tao dụ dỗ em mày đặng chơi bi đi hả? Không có. Mất dạy đi. Mày nói cho mày biết nè. Dòng họ của mày là ai? Con nào thằng nào đẻ mày? Nói đi. Con nào? Dượng ơi, tôi đẻ nó Dượng. Cái lúc tôi đẻ Dượng đưa đi đẻ Dượng nhớ không? Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Mình ơi mình. Nóng quá mà. Nóng tính quá.
không ba, cái chuyện đó nó nói con cháu người trong nhà để em giải quyết làm gì mình nóng quá vậy. Khoa quỷ bốn mắt kìa, trời ơi, mày chữa dượng mày là BD, mày cũng nể trọng Út chứ. Út là gì của mày? Trời ơi, đây vợ đây chồng mà tự nhiên nói dượng là bóng muộn là sao? Mày vừa phải chứ, mày có tin không? Mày có tin không? Tao đập mày chết cha mày vợ mày. Ôi trời ơi, gì Tâm, mày bị mộng du hả? Chắc vậy. Thôi, Hoài xin lỗi Dượng đi. Xin lỗi Dượng đi. Còn đứng đâu nữa? Dạ. Con xin lỗi Dượng. Mất dạy. Sao tao vậy? Nói cho mày biết nha, tao lớn tuổi hơn má mày đó. Tại tao lấy gì mày cho nên tao phải kêu bả bằng chị. Mà mỗi lần á bả tao mà có lỗi gì nha, bả la lên á, bả chửi tao đó, tao phải vòng tay tao xin lỗi bả vậy nè. Trong khi đó mày là con cháu, mày đứng ngang hạng về mày xin lỗi tao hả? Ê, dòng họ mày là ai? Con nào thằng nào đẻ đó mày? À, mất dạy. Cái gì vậy trời? Tao... Tôi đẻ. Em xin lỗi chị hai. Dạ, em xin lỗi chị hai. Nóng quá bị hoài à. Cái nóng tính hoài à. Thôi đừng. Dạ. Con dạ, con xin lỗi Dượng. Đứng lên đi con. Dạ. Tính Dượng vậy đó, hãy nóng lên là la. Xin lỗi là bỏ liền. Thôi, mọi chuyện ổn thỏa. Vậy đi. Dượng an tọa đi Dượng. Thôi. Nãy giờ con mộng du hả? Mày mộng du đó. Thôi giờ con vô ngủ tiếp nha. Ờ đúng rồi, con đi vô ngủ, hai đứa dẫn nhau đi vô đi. À. Sao vậy? Ủa mà sao tự nhiên giờ này mà tự nhiên gia đình mình ra tụ tập đông đủ ngoài này vậy? Không lẽ gia đình mình mộng du hết hả? Không có. Mộng du đâu có lây. Má khổ lắm. Quên, tôi quên. Má làm gì má khổ má? Không, má đâu có khổ, không má có sướng gì lắm. Hết thôi, hai đứa con đi vô ngủ đi. Vô đi, vô ngủ đi. Vô đi, biết cái gì. Cái gì mà con nít, nhưng mà cái này là một đại gia đình. Cái này là con nghĩ là có cái gì đó mà gia đình muốn giấu con. Con cũng là một thành viên, có gì phải cho con biết chứ. Thôi mệt mày quá mẹ ơi. Bây giờ chuyện này mày cũng đâu cần biết làm gì. Ừ, đúng rồi. Sao mà Dương nói vậy? Đâu có liên quan gì tới đây mày đâu mà biết. Đúng rồi, không có liên quan gì đâu cưng. Dượng nói sao kỳ vậy, con là một thành viên trong gia đình. Cái gì cũng phải có liên quan đến tụi con chứ. Cái gì Dượng cũng phải nói ra, má cũng phải nói ra để con biết, con còn chia sẻ chứ. Tức quá đi, con Út nó có chữa liên quan tới mày. Trời ơi Dượng ơi. Trời ơi. Khổ quá trời. Nó chạy tụi nhau quá. Trời ơi. Mà mày có sao trời. Nhỏ. Trời ơi, tại sao vậy Út? Tại sao như vậy? Trời ơi. Mày chưa có chồng mà tự nhiên bây giờ mày có chữa. Trời ơi, rồi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Để con vô con mép ta. Không được đâu. Không được. Tâm à. Cái gì? Không được. Mày lên đây. Lúc nào cái miệng mày cũng bép xép và nhiều chuyện. Mày nghĩ mày vào trong đó mày mét ba sẽ tin mày sao? Tao sẽ đi theo làm chứng với mày. Trời ơi. Mày đi đi thôi. Cha mày à. Trời ơi, bảy người biết thôi. Ông chạy rồi. Bây giờ làm gì chịu? Giờ sao vừa? Bình tĩnh. Xếp hàng cho tập thể dục. Sao vừa? Làm sao vừa? 2, 3. Sao vừa? Tắc tăng tăng. Tăng 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 tăng. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà mọi người lại tập hợp ngoài đây đầy đủ vậy ha? Tôi khổ lắm. Không có khổ gì hết ba. Không có khổ. Vui sướng. Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đang tập trung ở đây để tập thể dục đó anh hai à. Ô tắc tăng 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 tăng. Ô đẹp đều dữ ha. Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mọi người đã tập thể dục mà không chịu tụng kinh hả? Sao? Và khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta đã tụng xong 2 hồi kinh, cảm thấy máu huyết nó lưu thông không đều, cho nên em vận động tất cả mọi người ra đây tập thể dục để cho máu huyết nó lưu thông được đấy anh hai à. Dạ. Tăng 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 tăng.
Tại sao? Tại sao giữa cái đêm khuya thanh vắng thanh tịnh như vậy mà con Út nó lại khóc hả? Nín con. Dạ khởi bẩm anh hai, gia đình chúng ta ai cũng đã tập lâu rồi, chỉ riêng con Út nó mới tập ngày đầu tiên. Nó bước vô đội hình nó cảm thấy không đều nên nó tự nhụt, nó khóc đấy anh hai à. Dạ. Ồ tắc tăng tăng. Dẹp đi. Tắc tăng tăng tắc tăng tăng quay. Nói tụi biết tại sao nó lại khóc hả? Em khổ lắm. Trời ơi má khổ hoài. Má khổ hoài. Bà khổ lắm hoài. Bà khổ hoài là chết người đó. Không xuống lắm mình. Em đang xuống. Anh hai. Con Út nó gì Út? Để đó. Trời ơi, tôi ở trong nhà tôi là người kín miệng, tôi giải quyết được cái việc này. Tôi giải quyết được để đó. Hiểu à? Anh hai à. Tôi biết. Dạ. Trong nhà này dì là người nhiều chuyện nhất. Trời ơi, bà kín miệng ghê không? Nói tôi nghe, tại sao con Út nó lại khóc? Dạ thưa anh hai, trong đêm khuya thanh vắng. Cái gì? Nhái tôi hả? Dạ không có, vợ em nó ở lâu với anh rồi nó lây chứ không có nhái. Dạ là trong đêm khuya thanh vắng đó. Dạ dạ con Út đó nó thèm ăn phở mà cả nhà đi mua hủ tiếu rồi giờ nó buồn nó khóc. Tao này ăn hủ tiếu cũng được, tự nhiên đòi ăn phở chi vậy trời ơi. Cái gì mắc mớ gì hủ tiếu với phở mà nó khóc hả? Dạ đúng rồi, nó thèm ăn phở xong mua hủ tiếu nó buồn nó khóc anh. Mua phở có được hủ tiếu có gì đâu mà phải khóc hả? Không phải, nó thích cái gì phải cho nó ăn cái nấy chứ sao anh mắc cười quá anh ơi. Mắc cười gì? Dù ly sao được dù ly? Nó có chữa, nó thích ăn gì vậy trời? Trời ơi, dù cái gì vậy? Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng? Cái gì vậy? Bằng Út nó lại khó chữa. Trời ơi, nghe xong hết thanh, hết vắng nổi rồi. Mình ơi, mình. Hả? Mình giết em đi mình. Em dạy con không giỏi. Mình giết em mình ơi. Mình giết ba. Tránh ra. Ba đừng có giết má ba ơi. Lỗi tại con nè, con làm anh mà con không có biết dạy em. Bây giờ em phải nói cái gì em nói đại đi, nói đại đi. Nói. Đúng rồi, ba ơi, bây giờ ba định đặt tên cháu ngoại ba là gì ba? Trời ơi, đừng nói, con xin lỗi ba. Dạ thưa ba, thằng Tâm nó nhỏ dại, nó không biết gì gì hết ba ơi. Dạ. Hay là bây giờ ba giết nó luôn đi ba. Gì vậy em? Anh chuyện. Sao? Dạ. Ba. Ba đừng trách anh hết ba. Lỗi tất cả do con. Con làm anh mà con không đủ cứng rắn để mà dạy dỗ em. Ba cứ giết con đi. Ba giết con đi ba. Đi em đi. Mình ơi, mình tỉnh mình ơi. Mình tỉnh ra. Tôi tin mình mà. Anh hai. Cái gì? Anh hai em quỳ em xin lỗi anh mà anh hai ơi. Cái này là lỗi tại em. Em là dì của con Út. Mà em là đàn bà mà em không biết dạy dỗ cháu nó. Bây giờ để cháu nó giữ hoàng. Bây giờ anh hai đừng có giết nó. Anh hai có giết, anh hai giết em nè. Anh hai giết cái em gì? Đi sao giết chị? Anh hai. Cái gì? Giết em đi. Đi làm cái gì vậy? Anh hai. Anh giết em đi. Anh giết em cái đi gì vậy? Em lại anh. Anh giết em đi. Em lại anh. Anh giết em đi. Lôi ra nè. Tại sao? Tại sao giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh vậy mà cô dám tung quần tôi ra vậy? Không có lỡ thôi mà. Thằng gì? Mình nhìn cái gì? Bây giờ tôi biết tại sao tôi bị bê đê. Sao? Hồng cánh sen. Hại bà hết á. Mai quần kỳ cục à. Tại vì tôi mua giải tôi may bà ba đó, cái dư định may cái quần xà lỏn cho ông ngủ trong phòng cho nó mát. Có lỗi với mình tỉnh mình thôi. Mình tỉnh đi. Dạ. Thôi anh hai, đây, cả gia đình ai cũng mệt mỏi dữ lắm rồi. Thôi giờ vậy, anh cho tôi nói câu được không? Được. Nhưng mà tôi nói với anh là tư cách là bạn bè, chứ không phải là nói với tư cách anh em cột chèo. Ừ. Ha? Thôi bây giờ vậy đi. Anh với tôi là bạn đồng niên.
cũng là bạn đồng môn. Anh còn nhớ ngày xưa mình còn học trong trường. Lúc đó mình học chữ Hán. Trong lớp thì thầy thường khen tôi là Hán rộng hơn anh. Gì vậy? Nói bậy bạ cái gì vậy? Hả? Gì vậy vô? Ông nói gì vậy? Hay đâu vậy? Hán gì rộng? Hán gì rộng? Thì học chữ Hán giỏi người ta kêu hơi Hán rộng chứ gì đâu trời. Cái này là Hán không có re nha. Tầm bậy tầm bạ thêm chữ re vô làm chi được chữ thôi à. Đó. Thì trong chữ Hán nó có cái câu như vậy: không chồng có chữa mới ngoan, có chồng có chữa thế gian thiếu gì. Có gì vậy? À, bỏ 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 đi anh hai, bỏ đi. Tôi người ngoài mà bỏ đi. Bỏ bỏ bỏ, tôi người ngoài có bí không nghe. Bỏ bỏ. Mình ơi. Còn Út. Ba. Bước lên đây. Dạ. Bước lên. Dạ. Út. Dạ. Xuống. Dạ. Làm cái gì vậy? Dạ. Anh để im cho tôi dạy cháu tôi. Anh, ông từ từ mà ông. Út. Tại sao cha mẹ con đẻ con ra nuôi con lớn lên cho con ăn học, tới ngày hôm nay cha mày chỉ yêu cầu mày một chút xíu thôi mà mày cãi lời cha mày là sao? Cha mày biểu mày bước lên, tại sao mày lết lên? Đứng lên. Dạ. Bước lên. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Dạ thưa anh, hai câu chuyện dạy cháu của em đến đây là hết rồi. Trời ơi Dượng ơi. Bình tĩnh mình ơi, bình tĩnh. Trời ơi, tôi khổ quá, trời ơi. Bình tĩnh đi mình ơi. Đi. Bình tĩnh. Ô. Dạ. Nói cho nó nghe. Dạ. Tại sao là có thai? Ừ. Dạ, dạ. Tại sao? Dạ, dạ, tại vì ngày hôm qua. Trời ơi, chuyện xảy ra mới có ngày hôm qua chứ có phải lâu đâu. 24 tiếng đồng hồ có gì đâu mà rối rắm. Chú em đi. Còn sao nữa? À, anh Tèo á, ở bên sớm anh rủ con đi ra cầu cá tra. Trời ơi, yêu đương thì hẹn nhau công viên, không được thì ra đường tới hầm cá dồn chỉ cho nó hôi. Làm ơn em về một cái được không? Dạ, dạ. Đừng có la mà. Còn sao nữa? Không. À? Dạ, xong rồi cái nói chuyện ngồi cái ảnh nắm tay con, xong cái con không chịu, con giật lại. Cái nắm chặt hơn nữa. Cái nắm chặt hơn nữa, con không chịu, con giật lại nữa. Cái nắm chặt hơn. Trời ơi trời. Anh nắm chặt hơn, cái con giật lại. Con chạy thiệt là nhanh đi về nhà. Cái con mệt quá. Sao? Con mệt quá. Con ăn cái gì con cũng ói. Sao? Con uống cái gì con cũng ói. Xong con nghĩ con có thai. Trời ơi, con ăn cái gì mà con ngu dữ vậy con? Trời ơi, nó cài mấy chục năm còn chưa có. Đâu ra mà nắm mặt con. Trời ơi, hai cái đầu gối tao mòn hết rồi đây nè. Chuyện gì đâu vậy trời ơi, muốn xỉu muốn chết chứ đó một cả đêm đây nè trời. Cả nhà thức trắng gì mày Út ơi, mày làm sao mày nghĩ cái chuyện gì như vậy hả Út? Nắm tay mà có thai nghe cũng hết bê đê luôn à. Tại sao con ngu, con đẹp mà con ngu vậy hả? Hả? Dạ. Ai dạy con? Nó giống cha nó đó. Mày nói cái gì? Tôi nói anh đó. Bữa nay à, tôi cũng không ngại, tôi nói luôn cho anh biết nè. Mày giang ra đi. Tao nói chuyện với ba mày. Tôi nói cho anh nghe nha. Cái cách anh dạy con như vậy á, tôi thấy không có đúng. Chị buông ra đi để tôi nói chuyện. Sao đúng? Tôi nói anh nghe. Con anh 18 tuổi mà tới giờ này nó vẫn nghĩ là nắm tay có thai là tại vì anh. Tại sao tôi? Anh khó khăn quá. Thời buổi bây giờ nó tân tiến hơn rồi. Anh phải để cho nó nghiên cứu những cái chuyện gì á, nó học sách, học vở, học trên uy tín rồi này nọ. Đặng chi nó biết nó phòng thân nó ha. Lúc nào anh dạy con, có khi nào anh nở với con anh một nụ cười không? Lúc nào về nhà đó, cái mặt anh cũng y như đống thịt bằm vậy đó ha. Tụi nó sợ anh á, là sợ cái quy của anh thôi, chứ tụi nó không có nể anh. Tụi nói cho anh biết, cái mặt mày đó tôi cũng thù mấy chục năm rồi. Thôi Dượng ơi, tôi làm gì mà Dượng thù mấy chục năm rồi. Tôi nói luôn cho anh nghe. Thôi mà mình. À, tôi hỏi anh, tôi cưới con em vợ của anh, gia đình bên nhà tôi cũng đem tiền, đem vàng tới giọng ở trong mặt anh rồi. Vậy đó mà anh tiếp gia đình tôi làm sao? Anh mời gia đình tôi ăn mà cái mặt anh vậy nè. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Anh sợ ai ăn hết của ông nội ông ngoại anh hả? Ai cũng ăn một bụng rồi đi về chứ đó có ai gói đùm về không? Hả? Đây nè, không bao giờ biết rút kinh nghiệm. Bởi vậy tôi khuyên anh nè, đập mẹ cái tivi ở trong phòng đi nha. Cái gì? Đừng có để
Tại sao đập tivi hả? Đập đi. Thôi, bình tĩnh. Coi tivi là để mình học hỏi. Còn cảm thấy không học hỏi, đập mẹ cái tivi bỏ đi. Tại sao đập đó? Đây, nấu cái gương mặt không là phải học rồi. Học cái gì? Đây bây giờ anh thấy không? Anh học mấy cái con mà nó đọc dự báo thời tiết đi. Cái bản đồ lên, xuất hiện nó ra là nó cười rồi. Đó là bắt đầu nó nói đó. Báo bão nó cũng cười. Bão cấp 15, 16, có nơi giật cấp 17, đề phòng lũ quét và sạt lở. Thấy không? Hay quá Dượng ơi, Dượng hay quá. Người ta sạt lở sắp chết tới nơi nhưng người ta vẫn cười. Anh thấy không? Tại sao anh sống trong yên ắng như vậy mà cái mặt anh không bao giờ cười? Đây, chị nhìn ngắm giùm em đi nha. Em không hiểu bao nhiêu năm nay chị sống với con chó mặt xệ vậy mà chị sống được. Ôi Dượng ơi, nói gì vậy? Tôi nói anh đó, nói vậy mà cũng không cười được à? Thôi mà, cười lên được không? Đừng có nóng, nó nói đúng mà mình. Đúng đi. Cười lên. Cười. Vậy phải được không? Còn con Út? Dạ. Ba má con á không có thời gian chỉ dạy cho con. Con khỏi cần học không? Dạ. Qua Dượng, Dượng cho mượn sách học. Sách gì vậy Dượng? Dượng có một cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tựa đề là Làm cách nào để có thai. Trời ơi Dượng ơi. Cái gì vậy Dượng? Chuyện gì bậy bạ nữa vậy? Dượng kiểu cái gì vậy? Bậy bạ cái cù loi. Nhờ tôi đọc cuốn sách đó mà giờ thì trắng tay đó. Không có một đứa nào. Không biết cái năm đó nhà sách nó in lộn hay sao á. Trời ơi, hết chuyện nói rồi Dượng ơi. Khổ ghê vậy. In lộn cái đầu ông á chứ in lộn. Thôi, được rồi. Thôi, được rồi. À, bây giờ mở. Cười lên cho em nó vui, con nó vui. Mọi chuyện thôi cho nó hiểu lầm thôi. Bây giờ. Sao? Mình không ở đây nhìn ông. Dạ. Dạ. Thôi đi vô. Đi vô ngủ. Đi vô ngủ ra rồi đi. Có gì quá trơn đi. Á. Ồn ào nguyên đêm luôn vậy. Ba má, dì Dượng. Vậy. Mấy anh. Vậy. Vậy là con có thai không? Không. Hay quá, giọng hát quay mà hay quá vậy, ai vậy? Cà Vinh hiệp sĩ. Hả? Hy sinh hả? Cà Vinh. Hy sinh. Cà Vinh hiệp sĩ là ai? Là ai? Đâu? Đây. Hy sinh. Dạ. Chào anh. Tên gì? Cà Vinh hiệp sĩ. Hiệp sĩ hay là hiệp xuyển? Dạ. Sĩ gì cũng được. Cái giọng hát hồi nãy là của bác. Dạ của em. Giọng hát hồi nãy là của bác. Của em. Ý con nói là của bác á. Thì của em. Là của bác đó. Thì của em. À của em. Ý nói của bác hả? À, bây giờ muốn kêu bác hay kêu em? Thôi kêu em đi cho nó hợp với số tuổi của em. Hợp số tuổi hả? Dạ. Em sinh năm mấy? Năm 1983. 83? Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Nè, ID nè, nhìn đây. Vậy? Cái này 38 mà. Trời ơi, mệt quá à. 38, 83, 38. Qua đây, tên nó còn ngựa huống hồ chi tuổi. Nhờ vậy mới được thi đúng không? Dạ, chứ gửi 38 vô chắc có ma nó cho thi. À, em ơi, cái bài hát hồi nãy em thâu á, là mới đây đúng không? Ờ, mới đây. Hay quá. Cách đây 50 năm. Thâu 50 năm? Dạ, 50 năm rồi. Bây giờ có thể hát y như hồi đó được không? Trời ơi, y chang như hồi đó. Y chang luôn. Mà còn technique có lò hơn nữa. Là sao? Là coi như là kỹ thuật còn hơn hồi đó nữa. Hay quá vậy. À, kỹ thuật sao? Nghĩa là bị chế độ rung.
nó có hộp, có hộp á. Hay quá, à. Phối hợp với kỹ thuật phải không? À. Mà sao hay vậy? Bị già rồi nó rung á. Hay quá. Bây giờ bác có thể hát một bài hát nào con nghe thử, nếu được con sẽ nhận bác. Nhưng mà với điều kiện chỉ lấy tiếng thôi nha. Trời ơi, không lấy hình. Mẹ ác quá, lấy tiếng không lấy hình. Không được. CD thôi, lấy cái hình của bác gắn vô CD, nếp nhăn nó chày để ông đọc. Lầm to. Ờ, thử xem. Mà bây giờ là thi ha. À, giới thiệu. Xin giới thiệu với khán giả thí sinh Kha Vinh hiệp sĩ, xin hát một bài hát rất là hợp với số tuổi. Đó, một bài hát rất là truyền cảm có của Kỳ Phương, mang tên Nhớ Em. Hợp ghê hả? Giai điệu hay quá. Hay cái con khỉ. Cái này không có hợp với số tuổi của tôi đâu mà hay. Cái giai điệu gì? Music lại đi. Hip hop. Hip hop. Gì vậy? Hip hop này lên trung phong. Nhớ em. Hay quá. Lòng này nhớ tới em. Anh nhắn cho mày, mong em đến đây. Nhớ em, lòng này nhớ. Giang tấu đi, trời ơi, nhớ hoài cho tới sáng quá à. Nhớ em, lòng này nhớ tới em. Bữa nay là người ta tuyển tài năng trẻ. Bác đi về giùm con. Ủa sao vậy? Coi như là rớt đi ha. Trời đất ơi, ý em nói là rớt rồi hả? Ừ. Trời ơi. Ủa sao vui vậy? Nói cho nghe nè. Hả? Bị cái lòng đam mê nghệ thuật á. Bây giờ rớt á là biết chắc chắn bảo đảm 100% là rớt rồi. Vậy thì bị hôm nay nè, trời ơi, ta nói ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng. Mình hát dở người ta mới nhớ. Đúng hay. Giống như thi hoa hậu á, thấy không? Sao? Con nào xấu, người ta nhớ con đó chứ người ta đâu nhớ con đẹp đâu. Hay. Cảm ơn, được, cảm ơn bác nhiều. Coi như là mời bác về. Bác về hả? Thôi, nhớ tới em. Lòng này nhớ tới tôi. Nhớ tôi. Dạ, đam mê nghệ thuật ghê ta. Hay. Mày nói ai già? Bác chưa cái gì cái chỗ quẹo rồi à. Cho tao hỏi nè. Hát một hồi là xỉu luôn đó nha. Hồi nãy ai hát ở đây vậy? Hả? Hồi nãy ai mới vừa hát ở đây? Có gì không bác? Trời đất ơi, hát gì mà dở quá, xe ambulance nó chở ra từ người cái chị à. Bác chứ ai? Tao hát hả? Ừ. Trời ơi, đúng ra xỉu nãy chứ sao giờ mới xỉu. Từ từ người ta mới ngắm. Ngắm hả? Thôi vậy thôi, tao khỏi hát nữa. Thôi cho hỏi nè, năm dạ. Tới có thi nữa không? Có chứ. Vậy hả? Ừ. Tao thi nữa nha. Ừ. Thi bài gì? Give me a girl after midnight. give me a girl after midnight. Ông già mà sung ghê luôn ta. Bữa nay gặp toàn gì đâu không? Cái gì? Hả? Cái gì vậy? Dạ, giám khảo ơi, cho em thi đi. Cái gì? Dạ em thi, em đi chạy máy bay. Vô đi thi. Dạ thi. Thí sinh. Dạ thí sinh. Trời má ơi, bữa nay không có ngày hay sao? Thí sinh lạ không? Dạ. Tự nhiên hai cái tivi để lên mặt. Đã vậy có thêm cái anten nữa. Trời ơi, bó tay không luôn. Giờ thi phải không? Dạ dạ. Giới thiệu tên tuổi. Dạ. Em là thí sinh thứ 16. À. Tên là Chí Tài Tình. Có tài mà còn có tình nữa. Dạ. Thi. Dạ. Ủa mà thi gì vậy, giám khảo? Giỡ mặt hả? Thi ca hát. Dạ trời ơi, em mệt quá, em quên. Dạ. Nhanh đi. Dạ sau đây em xin trình bày một nhạc phẩm cho chính em sáng tác. Được, có tựa đề là Chở Câu Duyên. À, có nghĩa là anh hát nhạc qua. Dạ không phải nhạc qua. Chứ nhạc gì? Nhạc Việt. Ủa sao Chở Câu Duyên là gì? Là chuyện câu giờ. Hay. Hát nghe thử, cho thêm điểm. Dạ. Tự sáng tác phải không? Dạ, để em lấy microphone. Hay quá, thí sinh này lạ. Háo kiến này cho ra mắt đó.
nó dễ diễn tả. Hát. Dạ. Ồ, diễn xuất hay quá. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hẳn hiu. Wow. Hai người vui biết bao nhiêu. Một người lặng lẽ lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Một hồi mệt quá, lặng yên đứng nhìn. Đứng nhìn một lát rồi lại đi. Bài mới đi, bài mới. Người kia đi trước, người này đi sau. Gì làm hoài vậy? Hai người đi trước đi sau. Lời mới, lời mới. Một hồi mỏi căng, rồi lặng yên đứng nhìn. Vô lời mới, vô lời mới. Nhìn một lát rồi lại đi. Người kia đi tới, người này đi lui. Hai người đi tới đi lui. Ôi trời, mệt quá, mệt quá. Rồi lặng yên đứng nhìn. Giỡn mặt hả? Gì vậy giỡn mặt? Đâu giỡn mặt đâu. Có một lời hát hoài. Đi nãy gì đi tới lui tới luôn, không có dừng nữa. Ủa? Giỡn mặt hả? Hồi nãy giờ em giới thiệu bài hát là chuyện câu giờ mà. Xin lỗi nha, bài hát này là của Quốc Dũng. Chuyện ba người. Dạ anh biết. Anh tạo nhạc, anh ăn cắp nhạc của người ta, anh chế biến hả? Dạ em biết, chuyện ba người của Quốc Dũng. Nhưng mà lời viết lại là của Chí Tài Tình. Hay quá. Thì vậy sao đậu? Trời ơi sao không đậu? Em nói giám khảo nghe. Ừ. Coi vậy chứ bài hát này em ăn khách lắm á nha. Sao ăn khách? Bầu show mời em đi bệnh nghỉ luôn á. Ủa sao mời nhiều vậy? Tại vì bầu show thường tổ chức mấy cái show mà ít ca sĩ đó. À. Thường thường mời em tới để hát cậu giờ không ạ? À? Em phê lắm à. Em mới lấy làm thi đó chứ. Nhưng mà không được. Anh muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp á. Dạ. Anh đừng bao giờ bị phân tâm. Ủa em đâu có phân tâm gì đâu. Tự nhiên đang hát tôi kêu thôi cái nín nè. Ủa bây giờ đang hát người ta kêu vô anh đi vô luôn hả? Cái đó thì em có anh có chấp nhận bị phân tâm không? Dạ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Anh có hai tay. Dạ. Một tay dễ tròn, một tay dễ vuông được không? Dạ anh em làm hoài mà. Được. Bây giờ anh vừa hát vừa làm được không? Dư sức quá cầu. Dư sức quá cầu. Dạ. Bây giờ anh thử vừa hát vừa uống nước coi. Ông về ông kêu vợ ông vừa đẻ vừa đánh bài đi. Hay. Đối đáp hay. Trời đất ơi. Bây giờ tôi sẽ thử anh coi anh có bị phân tâm hay không. Rồi. Anh giơ năm ngón tay lên. Rồi. Anh đứng anh chọt. Chọt. Rồi bác Khảo đi. Anh chọt đi. Ông Khảo cầm em này. Em chọt đi. Rồi chọt. Tôi hỏi cái gì phải trả lời đúng sự thật. Dạ. Nha. Dạ. Không trả lời đúng là bị phân tâm đó nha. Dạ. Ba má khỏe không? Dạ khỏe. Vợ con sao? Bình thường. Mấy đứa? Ba đứa. Anh có khỏe không? Khỏe như dồi. Hồi nhỏ anh có bị té giếng không? Không. Không sao đứng chọt kì vậy? Trời anh đất bị ơi. Phân tâm. Anh bị phân tâm. Ông này là ăn thịt sóc dữ lắm nè. Tôi nói gì quá vậy? Mà anh bị phân tâm. Thấy chưa? Anh thấy anh sai chưa? Hả? Ai đây? Wow. Thí sinh. Thí sinh hả? Mặc đồ đẹp quá là. Trời ơi, đẹp quá nhưng mà hơi ốm mà giám khảo không biết hát có nổi không à. Mập thì vô duyên rồi. Gì? Một ca sĩ không có ai ốm hết hả? Ốm nó cũng nổi tiếng như thường vậy. Đâu cần phải mập đâu. Mập như mày muốn đi hát là phải đài ép cho con. Bây giờ sao? Dạ chào ban giám khảo. Em muốn tên thi... Tên gì? Em tên gì? Dạ em là Hoài Linh Tinh. Trời đất ơi. Trời ơi. Đây tên lạ không à. Tên trống mặt quá. Em muốn lấy ba chữ cho nó giống Hường Công. Hường Công. Dạ. Bây giờ anh tới đây anh thi gì? Dạ em... Cái ao ước em làm ca sĩ để em làm cái gì? Em ao ước em được làm ca sĩ để em bán lịch thôi. Trời đất ơi. Bây giờ em thấy ca sĩ gần đầu năm cái in lịch bán đó. Cái em cũng muốn in lịch đặng bán thôi à. Chứ hát chưa chắc hay lắm. Thôi đi ông ơi. Ca sĩ người ta đẹp, người ta chụp hình. Còn ông mặt xấu quá.
ông không biết gì hết trơn hết trọi. Bây giờ thời buổi gì rồi, người ta chơi tới computer rồi, ca sĩ người ta chụp cái hình vô, thấy không? Người ta chỉ cần bỏ vô computer, vô Photoshop, cà cà lấy con mao cà 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 cà, mấy cái nếp nhăn bay hết trơn. Đúng, hay hay. Tại ông chưa đi mua lịch ca sĩ, ông đâu có biết. Sao? Nhiều khi ông mua ở đây, ông nói trời ơi, con nào đẹp quá vậy? Vừa nhìn lên nó vừa ký cho ông đưa lên mặt nó, trời, giống hai mẹ con luôn á. Ông không biết gì đâu, trời. Thí sinh này thông minh. Nó hiểu được vấn đề. Bây giờ thi hay cãi lộn? Dạ, em muốn thi. Thi qua đây đó. Dạ. Bây giờ có tài năng gì? Nói. À, dạ thưa anh, mặc dù em không đẹp, em không xinh, em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh, áo đỏ thơm hương. Dạ không. Bây giờ thi không? Dạ em thi. Thi. Nhưng em biết lựa phong cách. Phong cách? Làm ca sĩ quan trọng là phong cách. Đúng. Và đặc biệt là mình biết hát theo thời vụ. Thời vụ là sao? Ví dụ vào đám ma không bao giờ được hát nhạc đám cưới. À, đúng. Học hỏi. Bởi vậy em toàn là lựa những bài rất hợp. Ví dụ như bốn mùa thì em sẽ chia ra bốn cái bài khác nhau. Ví dụ mùa lạnh em sẽ hát một bài nào đó để cho khán giả ngồi trong khán phòng cảm thấy ấm áp. Đó là em đã thành công. Hay, hát thử tôi nghe. Em sẽ hát một bài. Bây giờ đang mùa lạnh, em xin trình bày một nhạc phẩm để ấm áp cho quý vị. Đó. Ban nhạc Music. Thí sinh này được nè. Tốt, thí sinh này ngon á. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Hay quá. Màu lam tím Đà Lạt sương u mờ. Từng đôi đi trên phố vắng bước chân. Ẩm chưa? Sao thấy đứng còn run vậy? Nhớ mặt hả? Nghĩ sao mùa lạnh đưa lên Đà Lạt? À, đưa người lên Đà Lạt nó ướp xác á. Đâu đâu em, tại em thấy nhạc sĩ người ta viết là từng đôi đi trên phố vắng, bôi mùa lạnh là ham hối chi ra đường cho bệnh. Cái lời người ta diễn tả đôi tình nhân thôi, người ta đang lạnh anh ông là đưa lên Đà Lạt là sao? Thôi được. Không được không bao nữa. Vậy em không hát theo mùa nữa. Còn tài năng gì không? Em sẽ làm phong cách. Phong cách? Có những giọng ca hát rất là hay, mấy chục năm vẫn nổi tiếng như thường. À. Đó, em muốn tạo cái phong cách đó. Ví dụ như cô Linda Trang Đài, cô lên sân khấu. Đúng. Ví dụ một cái sân khấu từ đây tới đây là cổ nhảy không đủ đâu. Đúng. Cổ nhảy một hồi, cổ nhảy lên thằng quánh trống luôn. Còn có nhiều người đứng một chỗ hát nhưng vẫn nổi tiếng. Em muốn tập phong cách đó. Ai? Ca nhạc sĩ Duy Khánh. Trời ơi, nói chuyện lựa người hát hả? Trời ơi. Trời ơi, sao tôi hát đi, hát bài hát những người khuất mặt vậy? Thì nếu mà mình bắt chước mình phải lựa những người khuất mặt chứ. Lựa những người còn có mặt ở đây người ta quánh mình sao? Em phải khôn chứ. Thử xem. Nhưng mà giọng hát vẫn đi vào lòng người như thường. Bây giờ em bắt chước chú Duy Khánh. Nhưng mà chú Duy Khánh là người gì? Người quản trị phải không? Quản trị. Em sẽ giới thiệu giống chú Duy Khánh. Hay quá. Chú Duy Khánh ra sân khấu nè. Giống. Kính thưa quý vị, một nhạc phẩm mà tôi viết cách đây hơn 40 năm. Trước khi tôi lên đường từ Lào trở về Việt Nam, và trong đêm đó tôi cùng tất cả các kiều bào từ Lào đã hát lên nhạc phẩm này. Xin kính mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của tôi. Bài hát được mang tên Xin Anh Giữ Đòn Tình Quê. Hay. Giống quá. Nói thì giống mà hát biết sao để coi. Hay quá. Chúng vui đêm này cho trọn tình quê hương ý. Đẹp tình yêu thương mai tôi về chúng mình đôi đường. Giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương ý. Mình thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi. Xin nhớ em ơi. Em ơi. Sao nghe nó lạnh vậy? Hả? Trời ơi. Có khi nào chú Duy Khánh không về không trời? Mày. Ở đây người ta mở máy lạnh. Hả? Vậy hả? Ừ. Tôi nghe. Thôi. Là hết hồn. Hát bài. Thôi. Giờ vậy. Nghe lạnh quá. Giờ vậy. Bài hát của anh là anh có sự chuẩn bị. Bây giờ tôi chỉ định anh hát. Chị chỉ định hát xong.
Tôi chỉ định ca sĩ nào anh phải hát giống ca sĩ đó. Vậy mới hay. Còn này anh đã chuẩn bị sẵn mà. Hên xui nha. Bây giờ có một nam ca sĩ rất là nổi tiếng. Dạ. Hát rất hay. Dạ. Mà cái mặt lúc nào cũng lạnh. Ai ta? À nhớ rồi, Trường Vũ. Này. Ừ. Trường Vũ là mặt khờ. Mày bảo đảm thế nào cũng bị quánh nè. Chứ ai? Ai có biết ai mà. Tuấn Ngọc. Mặt lúc nào cũng lạnh. Anh ơi, tôi nói anh nghe nè. Mặt lạnh đó là như Tuấn Ngọc thì em làm được. Nhưng mà giọng ca anh Tuấn Ngọc quá perfect đi. Ảnh là giọng ca anh ấm lắm. Mà giọng tôi thì giọng tép không à. Làm sao tôi hát giống ảnh được. Vậy mới có điểm thêm. Thi không? Hên xui, hên xui. Thi là phải nói hên xui. May mắn, may mắn. Mà có một bài hát mà em rất là mê anh Tuấn Ngọc hát. Đó là bài Riêng Một Góc Trời. Được. Em sẽ hát mà mặt được. Lạnh. Mặt lạnh nhưng mà hát là hên xui. Em nói okay, trước à. Mặt phải lạnh nha. Dạ. Đâu, mặt lạnh coi. Nhạc đi anh ơi. Lạnh quá, lạnh quá. Mặt lạnh quá. Mặt quá lạnh luôn. Vô. Tình yêu như nắng đang đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xưa. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ, mây vẫn mây trôi, mưa vẫn mưa rơi, hát yêu đời tôi. Yêu ngón tay chị chị. Ngoái ngoái nè. Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô. Hey. What? Vòng tay lấp lánh, bước chân ơ thờ em về lối xưa. Mà nhiêu nữa. Hà còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá. Gọi tên em mãi chẳng. Mệt quá. Trời đất ơi, tôi lại hay anh. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà. Anh Tuấn Ngọc đó là cái xì tai của anh rồi. Bây giờ biểu tôi nhíu hai cái hàng lông mày rồi nó dính vô luôn. Rồi làm sao tôi đi làm ca sĩ? Người ta nổi tiếng nó khác, tôi chưa nổi tiếng nó khác. Anh đừng có hại tôi. Ok. Cái thằng cái đầu trồng dừa này nó hại em nè. Nhìn cái mặt thí sinh này tới từ Hawaii hả? Giờ vậy hả? Anh bị trừ điểm. Sao vậy? Đang ca giữa chừng ngưng. Đúng rồi. Bây giờ cho thêm một cơ hội nữa. Cơ hội nữa hả? Có một ca sĩ cũng rất là nổi tiếng. Dạ. Nhưng mà ca cái giọng của anh ta giống như là nghiến cái răng lại vậy á. Sao đó lúc mà phát ra đó giống như là nghiến răng á. Ai ta? Tuấn Vũ. Hả? Tuấn Vũ cái tướng là em là giống rồi đó. Em chỉ cần khòm xuống cái là em giống rồi đó. Thử. Nhưng mà hát là hên xui. Trời đất ơi. Hát hên xui rồi. Em hát bài hát rất nổi tiếng của anh Tuấn Vũ, bài hát đừng mang tên là Người Yêu Cô Đơn. Được. Tốt. Đúng rồi, Tuấn Vũ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi nhưng mỏi thấy mẹ luôn. Ôi. À đứng chơi mày hát mấy cái răng lạnh mà mày biểu tao nghiến răng vô vậy là sao? Hay quá ha. Cái người hát không sao, ông kia nướng miếng mới chịu nổi. Ơi, nghe ông hát xong mà nghiến cái anh quá. Nói ban vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Không phải, em nói anh nghe nè, là tại vì bây giờ mà mùa lạnh mà ví dụ biểu em qua mấy tiểu bang lạnh em hát mà em đứng em nghiến răng cỡ này một bài thôi em về em bỏ nghề luôn.
Sao hát được? Vậy thôi, giọng nam không? Có được giọng nữ nào không? Giọng nữ có giọng em ái mộ lắm. Ai, ai, ai? Nhưng mà em biết bữa nay ngồi dưới ban giám khảo luôn. Ủa vậy hả? Hey. Mà em nói anh nghe nè, tại vì em muốn lựa cái phong cách để làm chi? Chị, anh biết không? Chị, chị. Nhiều cái phong cách của các ca sĩ ngày xưa đó, 50 năm, 30 năm, 20 năm, nhưng người ta đều có cái riêng của người ta hết. Đúng, đúng. Tới đúng. Giờ này em vẫn còn giữ được những giọng hát mấy chục năm là anh biết đã đi vô tới trong máu của em luôn rồi. À. Thành thử ra bây giờ em rất là mê. Ý anh nói ai? Nói nhỏ đừng cho ban giám khảo em nghe á. Ừ. Còn Thái Thành đó. Trời ơi. Được không? Khó lắm đó nha. Hên xui. Ừ. Nhưng mà mình ái mộ thì mình làm thôi. Thử xem. Anh nghe bài Dòng Sông Xanh chưa? Oh, được, được. Hay, được. Vô. Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng sâu quyến luyến, một dòng sâu mấy kia, một dòng nước quay về biển đời lúc mơ hiền. Nhanh quá vậy. Coi con hát không nổi coi. Hay. Thôi nhưng mà tôi nói anh nghe nè. Hey. Cuối cùng là sao? Cuối cùng. Dạ. Hai anh không có gì riêng cho mình hết. Gì vậy? Bắt trước không à? Đi về, mệt quá. Kỳ giám khảo. Bây giờ sao? Bây giờ... Cho tụi em có cái riêng đi. Ờ, cho có cơ. Bây giờ tôi sẽ thử trí thông minh của hai anh. Dạ dạ được, được, cái đó được, cái đó được. Dạ. Bây giờ tôi sẽ đố hai anh một câu. Dạ dạ. Nếu mà trả lời được tôi cho hai anh đậu. Dạ dạ dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Có một thợ săn. Dạ. Đang cầm cái súng đi ngoài đường. Dạ. Có ba con chim đang đậu trên cây. Dạ. Anh giơ súng lên bắn một cái đốm. Một con chim rớt xuống đất chết. Dạ. Một con bay đi, một con đậu lại. Đố hai anh, tại sao mấy con chim đó nó làm như vậy? Con chim bay đi là con chim sợ chết. Bảy. Còn con chim ở lại là con chim anh hùng. Bảy luôn. Ủa vậy chứ sao? Một con rớt xuống đất chết. À. Một con bay đi báo cảnh sát. Còn một con ở lại làm nhân chứng. Này ông hay, ông nghiên cứu tới súc vật luôn ghê thiệt. Ba con chim này chắc xong của giám khảo nuôi. Bye bye, tôi đi ạ. Đi đâu? Hai anh thua. Chưa thua mà. Không có thua gì đâu. Chứ muốn vậy? À là này này này. Giám khảo đã đố thì phải cho tụi em cơ hội đố lại chứ. À đố đi, đố đi. Bây giờ em đố giám khảo. Đố gì đố nhanh nhanh đi. À. Ừ. Có hai thằng. Ừ. Một thằng mù, một thằng câm. Ừ. Đi vô một cái siêu thị. Đúng. Thằng câm nó muốn mua cái nón. Ừ. Rồi lấy cái nón nó đội lên đầu. Rồi lấy tay chỉ. Ông chủ hiểu bán cho cái nó. À. Đúng. Vậy em đố hai anh. À. Thằng mù nó muốn mua cục xà bông. Nó làm sao? Nó chỉ cục xà bông. Thật. Nó lụm cục xà bông nó chà chà lên đầu nó. Đúng. Thật lắc. Chứ nó làm cái gì? Thì nó nói. Nó nói gì? Nó nói gì? Bán tôi cục xà bông. Sao nó nói được? Nó mù à? Nó mù chứ nó đâu cầm đâu. Đúng rồi, nó nói đúng rồi giám khảo ơi. Bây giờ tới phiên tôi đố lại. À, sao? Tôi đố ban giám khảo với rồi đố anh luôn. Trong các loại sữa, sữa nào tốt nhất? Sữa ông Thọ. Ông Thọ, ông già mà ông là đàn ông làm gì có sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Cô gái Hà Lan chắc chắn gì mà dắt ra sữa để bán hết cho cả thế giới không? Sữa con két. Két không có sữa. Chứ sữa gì? Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tại sao? Tại sao? Tại sao tốt? Sữa mẹ để không bao giờ bị thiêu. Điều đặc biệt là bình sữa mẹ rất là đẹp. Thấy chưa? Mà bình sữa mẹ không ai được rửa ngoại trừ bố thôi. Anh có nghiên cứu có cái bình sữa nào mà lâu lâu nghe mùi thuốc lá không? Trời ơi. Hey. Chính xác là sữa mẹ rất là tốt. Hay, hay, thí sinh quá hay, chúc mừng. Nói chung là mình quê. Chúc mừng. Cảm ơn. Thôi tôi đi giờ, trễ giờ tôi đi. Ủa, giám khảo đi đâu? Giám khảo gì? Ủa, anh là giám khảo mà. Tôi không phải giám khảo đâu. Ủa, chứ anh là ai? Đấm bóp giấc hơi. Rồi. Vậy anh tới đây làm gì? Đấm bóp cho ban giám khảo. Rồi. Mấy ngày nay ta chấm thi, ta mệt quá, tới massage mà. Rồi, đúng rồi, đấm bóp giấc hơi mà bằng office nữa. Đấm bóp cho những người nổi tiếng. À. Sẵn mình tới, anh xin chữ ký luôn.
vợ tôi mới sanh hai thằng con trai nha, sanh đôi nha. Hả? Tôi xin chữ ký về tặng vợ. Trời ơi, sanh đôi là hên lắm đó nha. Chúc mừng anh. Phải còn anh không? Không, vô duyên, bởi vì vô duyên là đúng rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, chúc mừng anh. Còn anh nó giống anh không? Không, cái điều đó là chắc chắn rồi. Nhiều khi nó giống vợ anh thì sao? Giống. Dạ, chúc mừng anh. Chúc mừng nó giống anh, nhưng anh thử máu chưa? Em xin lỗi, cái câu này em đi vô duyên hơn tôi nữa đó. Thôi tôi về à. Chỉ em biết biết sanh đôi đi. Sao có vợ mà đẻ sinh đôi đi? Thì lúc vợ mình mang bầu á, dẫn nàng đi coi phim là sanh như ý. Là sao? Thí dụ như là muốn sanh một sao? Coi phim Kẻ Cô Đơn. Sanh hai. Coi phim hai anh em sanh đôi. Sanh ba. Ba Chàng Ngựa Lâm Phá Thủ. Sanh bốn. Tứ Quái Sài Gòn. Sanh sáu. Sáu Người Đi Khắp Thế Gian. Sanh 13. Tập Tam Thế Bảo. Sanh 14. Tứ Thập Tứ Nữ Anh Hào. Ôi chết mẹ, tôi phải gì à? Ủa sao vậy? Hôm qua vợ tôi nó có bầu mà tôi dẫn nó đi coi phim gì? 101 Con Chó Đớn. Thôi vậy vậy vậy, lẹ đi, vậy lẹ đi. Thì nói tóm lại là tôi vẫn còn may mắn nhất. Ủa sao vậy? Hôm qua tôi mới dẫn vợ tôi đi coi phim. Phim gì? Phim gì? Vị Thái Giám Cuối Cùng. Vậy vợ anh siêu âm chưa? Siêu nổi. Con trai hay con gái? Con trai. Bỗng chắc luôn. Cái gì vậy? Gì vậy bác? À, nói với chung là vợ mà bác mà có bầu nữa, con còn chúc mừng bác á. Thôi, vậy bây giờ là anh không phải giám khảo phải không? Mình đi xuống chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị đăng ký thi, chuẩn bị chương trình khác. Người ta thi tới nơi rồi. Chào bà con cô bác đi rồi đi. Chào bạn giám khảo, chào bà con cô bác. Cảm ơn. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Khơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu con ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Young Healthy Lush của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại. Chồng tôi lắm. Mày đứng lại. Mày đứng lại. Tao giết mày chết. Mày đứng lại. Nè, tao nói mày nghe. Đi, đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi. Hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó mà để cho ông có sức khỏe, ông lo đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn. Trời, làm sao mà cúng rước ông bà chứ? Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà về làm giống ông gì? Không có nghe ngược vậy. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mới mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được. Tao thích nè. Nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới đây là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bộ tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nha. Ta đi về, ta thích tiểu là ta tiểu nha.
À, ta kiểu là ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nghe, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao... Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi, bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Ha? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì, hai tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiều đây. Mày làm không cho tao làm đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ anh là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi. Không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá là hán hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè, trước khi đi, đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi. Để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà. Mất dạy hả mày? Mày nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó. Chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành, canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều, ai ăn ít rồi. Đi mày! Anh đuổi tôi nha. Đi! Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó, khiên tôi đi tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi đó mà khiên kiệu. Đi ra đây! Anh... Đi đi! Trời ơi! Có cái chỗ nào mà lấy mỡ xa ta đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. À, một mình một nhà muốn uống sao uống không có bị cằn nhằn cưỡi nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin sét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Bởi tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... Mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Ê, tao nói mày nghe. Mày không để ý cứ rước dâu nha. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Ờ. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. À, trải chiếu ra tao với mày nhậu múc chỉ. Ờ, đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. À. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rồi. À, anh tươi. Nhậu đi. Anh tươi có nhậu không anh tươi? Anh tươi.
rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia, mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, em xăm xôi quá à. Nó quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, đực. Gì? Kỳ quá à, anh Tư, kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ tự giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì vậy nè? Kỳ quá, kỳ quá. Cái gì vậy? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê, mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à. Tâm bái. Ê, 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 mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư. Vậy? Sáng nay trong bụi chuối đó. Trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi. Mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip lại, nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạc máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hai làm gì tà te? Anh Tư. Ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ chơi chứ tao không có chỉnh đâu ạ. À. Tư kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai vậy? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói với anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, chúng độc đắc. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? 3 tờ 3 tờ giấy số. 3 tờ 3 3 giấy. Mày để đâu? 3 tờ giấy số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ giấy số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm lẹ lên, kiếm lẹ lên. Trời ơi. Ê, đực. Quỷ. Hả? Đực gì mà đực? Ví dụ kêu mày bằng gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Ờ. Nhã Ngọc, Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em thì trật được ôi, chứ. Ôi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi, ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi, em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá, xong rồi anh cãi với chị, xong rồi chị đá xong phịch bay. Anh dâng dính lên trên tường, té xuống sập mặt luôn. Thì nó quấn tao nè. Dạ. Yeah. Xong rồi lúc mà anh nhập xuống anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị tán thêm hai bạt tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc.
Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi, mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi, ba cái vụ tiền 6 tỷ trời ơi, hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi trời ơi. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây, em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông, để em xích cho anh nha. Trời ơi, này, cái hộp nó lấp lánh, vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người coi tới là người Việt ở Mỹ, là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi coi. Dạ. Thôi, thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chúng. Giấy dò đâu? Dạ, dạ, giấy dò thì giấy dò. Coi chúng không? Dạ, 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 rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không. Cái con quỷ. Trời ơi, mày đọc mà. Dạ, em nói là số 0 đó anh. Số 0. Số 0. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ, có đều có số 0 hết. Không, có luôn. 221 221 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. 00221. Ê, ta trúng rồi hai ơi. 00221. Mày sẽ là đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết rồi hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời, tự nhiên giờ anh thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy. Khỏi cần khen. Nó nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may yên mắn. Yên tâm đó. Yên tâm, tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Ta nói cho mày nghe này nhả hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ? Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền làm gì? Dạ, cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè, trời ơi. Trời ơi, tao tưởng cái gì? Ba cái đồ quỷ đó hả? Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự, đặt vô, ok. Ôi, không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ, tự nhiên cặp bự, tự nhiên để lấy cặp bự treo toàn tàn, bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe, mày đứng mày nhói nhã một hồi á, không cho một cắt. Không cho mày biết vậy luôn á. Đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói là mày. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng đực. Thằng đất. Anh không cho em mấy không? Không. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê đất. Ê đất. Đất nghe. Ê Đất. Bây giờ đi lãnh vé số. Đi lãnh vé số. Bữa nay 30 Tết. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Mày để ông đó yên tâm rồi đó. Yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi. Uống đi. Bây giờ đại gia rồi. Uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả?
Tao đã nói với mày rồi, còn một ngày nữa qua năm Hợi rồi. Trời đất ơi, ông nội ơi, nó uống. Ờ, uống nữa đi, uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi, tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó, uống đi, uống, uống, uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống miếng nữa đi. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ giấy số này, ba tờ này là của mình, mình phải lấy lại thôi. Ủa bà, từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao, tao loại ra, tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi, sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này trời. Không, không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa kìa, anh Tư kìa, anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà là ông nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh Hai, anh vô nhà tôi. Anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lên. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời ơi. Gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào. Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè. Anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy? Hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Trời ơi. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần anh á. Trong quần hả? Dạ. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài, mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Ê, anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết, con vợ tao nó quýnh tao, giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi, mày lốc chứ. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái tôi... Trời đất ơi, tôi đâu phải heo đâu mà khiêng là thập quyết ăn Tết. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia. Liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết. Con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng, chồng tôi trúng số, độc đắc. Một tờ 2 tỷ, ba tờ là 6 tỷ. Ha? Mà... nó nói trước khi nó đi trong nhà này có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Vu khống người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh Hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách
mắt nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nó có sách mắt có chứng á. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được làm sao chị Tư à? Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết gieo cho cổ. Ông Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha, tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Vậy em được không? Gì mày? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy? Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tân. Chị làm gì vậy? My, heo My. Chị Tân. Ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân ta. Chị Tư. Ôi gì? Chị Tư. Trời ơi, anh Tư nó tỉnh vậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được 3 tỷ giấy sớm cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi. Dám hả? Dám hả? 3 tỷ giấy sớm rồi. Trời ơi. Anh lại. Trời ơi, 3 tỷ của em. 6 tỷ này chị. 6 tỷ này chị. 6 tỷ. Dạ. 6 tỷ nó đâu về ta. Đây. Nè. Ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư. Tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ. Em là em thích màu mè lắm đó. Dạ kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha. Anh gan dễ sợ luôn á anh hai. Mày đừng có ghẹo tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bà mày ăn vừa rồi rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập vô ra con nó tao hốt tao mặc để tối tao ngủ mày biết chưa. Chị Tư. Thôi bây giờ ổng muốn bận gì kệ không. Chị Tư. Nói cho anh biết, bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Chị Tư, thôi. Bây giờ mình kêu anh, mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, dạ. Dạ, em Tư ơi. Ốm mà nặng như em Tư. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỏ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Con nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết, có giấy số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai à? Nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi nè. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò rồi. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá lừa thầy phản bạn.
Còn người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ nè, chị Tư. Trời ơi, đồ, cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày, là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đồ đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ừ. 3 tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức, nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi, tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai, chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai ơi, chị Hai. Ê, ê, con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nè. 60 tỷ, nói, mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi, sao có ngồi nhậu cherry vậy? Trời ơi, chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy gia chồng. Để mấy gia chồng mới biết được cái trà đó. Trời đất ơi trời, chồng tôi đây sao? Dạ, chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay, tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc cái gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa cam vô chi vậy? Đi vô đi nghe, tôi đang nói gì đào vô mày cho nó ai cái gì? Tôi không có nhậu nhẹt, có xỉn vậy trơn á, kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ dạ. Tại dạ, sao dạ. Xuất hiện đây? Trời ơi chị Hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về, tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận linh đình rồi. Ông chưa sợ tôi thả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch, sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy lại rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tao bắt được Văn Vũ không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quýnh cho bỏ tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quýnh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Ngồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Quýnh đi. Nghe đó. Dạ, quýnh đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị.